Chào anh em, rất nhiều anh em cứ hỏi mình là Anh ơi, có cái đàn nào vừa rẻ vừa ngon vừa xịn âm thanh hay cải được sound nhưng mà giá 2 triệu? có mà có cái Lòng xào dưa. lòng xào dưa bruh. Thực sự ra thì clip này mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn mà mới làm quen với cả cái đàn để các bạn biết được là cái đàn organ nó có những cái dòng đàn từ những cái giá nào cho đến những cái giá nào và những cái nào để phục vụ những cái đàn nào để phục vụ những cái nhu cầu nào của các bạn. Nếu mà các bạn muốn mua một cây đàn để phục vụ hoặc là mua phục vụ cho tập mới tập ấy hoặc là mua cho con cái bạn ấy những giải trí ở nhà hoặc là đi tập kiểu kiểu như vậy. Nói chung là không phải là đi làm show chuyên nghiệp thì chúng ta hãy chọn những cây đàn của Nhật Bản, hàng nhập khẩu giá từ 1 triệu cho đến 2 triệu rưỡi. Ví dụ như cái cây đàn như thế này. Đó. Còn nếu anh em nào muốn mua những cây đàn nó mới nhiều tiền hơn thì nó có những cái dòng đàn, ví dụ như thì những cái dòng này đặc biệt đặc điểm của nó là hàng chính hãng và rất đắt và chức năng thì có khi còn kém hơn cả cái dòng đàn Nhật. Đó. Âm thanh thì cũng phọt phẹt thôi, nói chung là đủ dài trong cái quá trình mà mình học nó. Còn cao hơn một chút xíu nữa thì chúng ta sẽ có những dòng đàn từ 3 triệu rưỡi cho đến 5 triệu. Đó, nó thì cũng gọi là được học đàn học sinh thôi. Đàn học sinh thì có Yamaha, có dòng PSR này, E này, đó. Rồi có Casio thì có CTK, rồi CTX này, đó, kiểu như vậy. Và đặc điểm chung của những cái dòng này thì nó âm thanh nó ổn hơn một tí. Và nó cài thêm được 3 4 điệu hoặc là 5 6 điệu gì đó, có thể là chục điệu với hai chục điệu. Đó. Đàn mới, còn nếu đàn cũ thì chúng ta 5 triệu trở lên, 5 triệu cho đến 7 triệu trở lên thì chúng ta sẽ có một cái đàn tốt hơn. Đàn cũ của Yamaha nhưng mà dòng PSR, dòng đi làm show ví dụ như 2100 ra mắt từ năm 2003 đến giờ. Rồi 2000 PSR 2000, rồi cây 1500, rồi 13000 S900, S910, S700, S710. Đó là những cái dòng mà từ 5 triệu trở lên đến khoảng độ 7 8 triệu. Đó, còn đẹp đẹp một chút xíu nữa 9 triệu mới. Tất cả những cái dòng đó là dòng đàn cũ nha các bạn nha. Cũ và có sử dụng rồi. Nhưng nó là đàn đi show thời trước, thời trước là trong cái khoảng từ 2003 cho đến 2012 hết về trước. Đó. Ok. Những cái đàn này đặc biệt là không là có cài sam được. Đó, còn sam là cái gì? Sam các bạn cứ tưởng tượng như ngày trước thì có tranh bầu sáo nhị nhưng mà người ta chưa có thu âm bằng cái nhạc nhạc cụ thật. Thế nên là bây giờ nó có những cái công nghệ để nó đọc, nó nghe là cho cái đàn đọc được những nhạc cụ, những cái tiếng nhạc cụ, cái mẫu quay nhạc cụ thật thì người ta thu âm vào và làm cho âm thanh nó thật hơn, có thế thôi. Chứ còn ngày trước thì không có sao, người ta vẫn lấy những cái tiếng này tiếng kia người ta chỉnh thành bầu tranh sáo nhị bình thường không sao cả. Đó, các bạn để ý vậy. Hoặc là như DJ, remix các thứ thì cần những cái mẫu sam nó chuyên biệt. Cái này thì mình nói sơ sơ thì mình không biết làm sam nên mình chỉ xem gió vậy thôi. Trở lại cái vấn đề là mà nếu muốn mua một cái cây đàn để học ấy, thì các bạn cứ mua cái khoảng giá từ 1 triệu cho đến 5 triệu đó, tùy mới cũ thì không sao cả. Nhưng vấn đề nó có điệu này, có tiếng này, có transport này, có tút này, tút là cái cảm ứng đại mạnh nhẹ của cây đàn đó. Rồi, thế thôi, nó cũng có gì cả. Và thương hiệu Casio, Casio, Yamaha, Roland là những cái thương hiệu mà được anh em chọn cũng khá nhiều, đặc biệt là Yamaha và Casio. Casio thì kiểu dáng rất đẹp ở dòng đàn thiếu nhi. Đó là đàn dành cho học sinh ấy. Đó, Yamaha thì kiểu dáng không đẹp lắm nhưng mà lại thực dụng và rất dễ sử dụng, đặc biệt là âm thanh của nó ok hơn. Đấy là mình phải nói thật, chia sẻ thật với anh em như thế. Còn nếu mà anh em cứ vừa tiền thì anh em cứ chọn cho mình một cái cây đàn đơn giản thôi. Cây đàn nó đầy đủ 61 phím này, organ đó. Rồi có 100 điệu này, 100 tiếng này, rồi tút ok là được. Đó. Còn âm thanh thì tiền nào của đó, âm thanh nó cũng vừa phải. Rất nhiều bạn cứ hỏi mình, ủa anh ơi đàn 2 triệu rưỡi hoặc là 1 triệu thì có cái bolero mới rumba không? Thực sự Ôi giời ơi, không có đâu. giờ cái đấy nó có hết. Gì vậy? Nhưng mà nó là điệu quốc tế, nó không thể nào, đấy là nước ngoài người ta làm, nó không thể nào giống như điệu rumba với bolero gì của Việt Nam mình cả. Hoặc là cha 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 người ta cũng vậy, người ta cũng không phải là cái dòng mà quá mà kiểu như là phải nghe nó phải như là những cái đàn xịn thì cũng, cái đàn đi show á thì không có đâu. Đó, đấy là mình phải thống nhất với nhau như vậy nha. Còn hôm nay thì mình chỉ chia sẻ như vậy thôi cho anh em. Những anh em nào mới quen hoặc là tìm hiểu về đàn organ thì chúng ta có cái chọn cho mình một cái đàn. Đó, có thể cũ, có thể mới, các bạn cứ kiểm tra cho nó đàng hoàng. Làm sao mà cứ kiểm tra là tất cả các phím đều sống, người ai đánh này kia nó không làm sao cả. Làm sao ấy? Và chế độ bảo hành ở cái cửa tiệm đấy nó như thế nào. Đó,
Còn các bạn cứ hỏi những cái vấn đề toàn 2 triệu mà các bạn cứ đòi đòi thế này đòi thế kia, đòi rất là nhiều thứ thì không có. Đó. Tiền nào của đó các bạn cứ nhớ cho như vậy nha. Xin chào và cảm ơn mọi người đã cùng xem clip nhảm nhí này của mình. Mình là